Thưa quý vị, ngày 2 tháng 1 năm 2023, một cán bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau xác nhận với phóng viên báo Thanh niên thông tin về người đàn ông 57 tuổi là trưởng ban điều hành bến xe tàu Cà Mau đã tử vong tại nhà riêng. Theo thông tin ban đầu từ đầu giờ chiều ngày 2 tháng 1, người nhà phát hiện ông này đã tử vong trong phòng ngủ tại nhà riêng ở phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Thời điểm tử vong, ông ở nhà một mình trước cùng ngày sau khi đi đám ở nhà bà con về người vợ thấy ông nằm trong phòng riêng và nghĩ rằng ông đang nghỉ trưa đến gần giờ làm buổi chiều không thấy ông dậy đi làm nên vợ ông vào phòng định đánh thức chồng thì phát hiện vụ việc nên đã trình báo với cơ quan chức năng Thưa quý vị, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đến ghi nhận hiện trường và làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương. Được biết, người này giữ chức trưởng ban điều hành bến xe tàu Cà Mau từ năm 2016 đến nay. Báo Thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh niên.vn cùng kênh youtube Báo Thanh niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.